Câu vậy chứ. Không mà câu đây á. À dạ. Ui dồi ôi. Câu đâu chưa? À đây. Con này. Có mỗi một con to anh đi lấy. Chín. Câu không câu được. Chín. Có biết nhục. Mùa. Tí mới đừng ván nhá. Có chứ. Thôi. Ê, xin một con này thì làm sao xin mới đắt. Thôi được, cho cháu một con nữa. Thế thôi. Đây. Thế thôi, xin nhiều ngại lắm bà ơi. Thôi được, cháu không lấy nữa. Thôi bà ơi, xin nhiều ngại lắm bà ạ. Thôi. Cháu nhá, làm thử món sạt sạt xem. Đi lên đây để làm gỏi sạt sạt với lại sashimi zopi nhá. Ôi giời. Thôi. Mình sẽ quyết định làm sashimi ngay tại ngoài này luôn. Mấy con zopi này thì bỏ. Mình nghe nói là cái sạt cá sạt sạt này ăn gỏi được. Nhưng mình chưa ăn bao giờ. Một con này bỏ. Đấy. Sao kia? Sạt. Sạt sạt nó nhặt ra được. Dô phi biết bỏ. Cháu này con to này. Đâu, no, cái con to đây. Đấy. Cái cá được còn lớn to này không ơi. Lấy dao đây, lấy dao thớt. Đấy, đúng rồi. Ui. Con này phải 4 lạng ấy nhỉ. Cái này phải 5 lương. Còn lại 5 lương. Ây xa. Nào lấy bát, bát chanh. Chuẩn bị chuyển luôn. Chờ tí. Chuẩn bị bùi lắm. Chỗ nào mà. Hả? Chỗ nào mà. Đấy sao bên này. Ông xách tôi căn nước. Đây. Đấy bên này. Đấy bên này. Lấy con cua mà anh. Nước cho đấy. Con nhiều vậy con to này hai con to thôi một thớt thôi em cần nhiều thớt thế ở đây là cái thớt kia nữa một thớt để thái kia nữa mà thái nói chuyện làm gì hôm nay quyết định cho Hổ Tam Đệ ăn thử cái món huyền thoại của anh em mình. Luyện dạ dày. Đầu luyện dạ dày cho Hổ. Bây giờ làm đây để hết ra đây. Sau. Ngồi đây. Đã bảo rồi không được quay đít vào khán giả. Từ lúc gì quay đít vào khán giả thôi. Bây giờ cho một thằng cao bảy cao bảy con này đây đây mình cao bảy con này để một thớt kích thước sạch mà đây đâu ra nữa đâu để một cái thớt này tí nữa để làm thái sashimi nó có vậy không có đấy con cá này là con cá sạt sạt nhá tí nữa sẽ lọc miếng ăn thử con sạt sạt này thứ nào ngon à nó ngon lắm, cắt được 2 miếng một con này, 2 miếng. Còn mình sẽ đặt con dâu phi này. Cá sạc này miền trong người ta làm khô, khô ăn cơm ngon lắm. Khó nhỉ. Khô cá sạc. Có được mà nên toàn bỏ hết.
người ta không biết làm mà. Không có. Đây nha. Ông đổ đổ nước vào đây. Xong rồi cho thằng Hổ nó rửa. Lau khô cho anh. Thân ơi. Đấy, đây. Đang đổ nước đây. Đây, đổ nước. Cái gì nó làm nó phải đàng hoàng. Em là tây giáo tây thôi tính. Đấy, người ta gọi là bếp trưởng. Nó cả bếp phụ. Thịt bóng này ạ. Thịt bóng ạ. Đây. Thịt bóng này đưa. Có vẻ. Ném vào đây. Ném vào đây. Mày nghĩ em thấy mình ăn bẩn đấy. Bẩn không, tí nữa nó mới sạch. Ta hay ăn một chật chật này. Ừ. Tí nữa mày đừng ăn nhé. Không. Không ăn em là không. Em làm em phải ăn. Không ngon phải ăn. Đấy. Em mình là câu em lọc luôn nhé. Ừ. À không, lau khô đi này em. Lau khô đi. Rửa đi xong nó khô lắm. Tí em lọc cho. Đấy là con sạt sạt nhé, mình sẽ lọc thử xem. Mọi người biết cái con cá mà ở Nhật Bản, con cá chuồn chuồn không? Cá biển ấy, nó cũng bé bằng con này thôi. Nhưng mà giá trị của nó cực kỳ cao. Bọn nó làm sashimi ăn giá trị rất là cao. Mình thử xem con này có ngon không, biết đâu ngon rồi. Mai là cả làng mình sẽ đi bắt sạt sạt về ăn. Đấy, còn đấy như ngày trước nha, làng mình không ai ăn ếch ương đâu. Con ốm bò ấy, nhưng mà từ khi anh em mình làm clip phát là từ năm sau là không thấy ốm bò nó cứ o một phát là được. Người ta cũng nghe về con đấy là ăn được rồi, nhưng mà không dám ăn đấy. Sau từ được anh em mình dám ăn đấy, là người ta cũng bắt ăn thử và cái kinh nghiệm luôn. Đấy, một miếng sashimi đây nha. Thằng Hổ lên lấy cho anh cái thớt. Cái đĩa. Có mỗi bát không? À có mỗi bát à? Thôi được. Thế thì mình sẽ giải thêm một cái khăn ở dưới. Mình đặt cái khăn ở trên nó đỡ dính đất, đúng không? Như thế này có bẩn không? Không. Không bẩn à? Nói thật lòng. Hả? Các cụ đã có câu ăn bẩn sống lâu, ăn trâu bất tử. Thánh Hổ đang đi. Hổ ta mau. Cũng biết lọc cá đấy chứ. Ai giờ nghệ bao nhiêu năm đi theo học nghề, hôm nay phải được chỗ tài nghệ phép đi. Chìa vỡ chìa đi, đừng làm vỡ ruột là được. Em xem người bên Nhật người ta lọc nhá, thả con cá xuống vớt bơ được cơ. Ừ. Mình xem phim Nhật Bản á? Không, em xem người ta lọc cá này. Em xem người ta cầm quả đồ long đao nha, xịt mất, nó có lợn. Dũng sợ. Sợ lắm, sợ lắm. Thánh nổ. Lọc con cá, đấy chuyện, cái đấy chỉ có trong phim truyền hình thôi em ạ. Em không biết em xem đi, thả con cá xuống vớt bơ được chưa? Đấy, bơi đấy, bơi đấy, bơi rồi. Cá đây nhá, đẳng cấp không? Thấy anh đẳng cấp không? Nếu anh mà nói số 2, không ai dám nhận số 1. Về cái độ mõ. Láo tật thằng này, không chấp nhận được. Nó lên đây mấy hôm nó kiếm được đại ca rồi mọi người. Ừ, số 1 đại ca mõ nhất làng. Mõ đại đem, thân thiết đấy. Đấy, ai mà cần dao mà để làm sashimi nhá, thì cứ kiếm anh em mình. Đây là một con dao lọc của bộ ba dao thép trắng Nhật Bản AUS-8. Đẳng cấp, sắc, bén, không gì. Lọc đó, thì cả cá nhỏ luôn. Thoải mái nhé. Đấy. Ra đồi điều kiện nó hơi thiếu thốn, thế nên là mình sẽ thắm đi.
Đúng rồi. Ôi, lau sạch cái này. Cứ mân thôi, lau sạch vào nha. Ăn nó mới ngon, hiểu không? Nói chung là món này mà ai chưa thử thì nên thử một lần nhá. Nhưng mà phải làm mà nó khô khô như anh em mình đây này. Đấy, khô kiểu như thế này nhá, là ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Tí nữa sẽ cho Tam Đệ thử món này. Tam Đệ ăn chưa bao giờ ăn món này đúng không? Về quê nhá, về quê Nam Định nhá, bảo là trên Ba Vì có món sashimi cá rô phi ngon lắm. Có định ở trên này luôn lấy vợ trên này không? Có về không? Lấy vợ trên này về luôn. Ba Vì có một khu du lịch nổi tiếng lắm. Có đi bảo Mao Lệ gần đi tuần Mỹ. Các bạn cứ lấy. Hôm nào phải Nam Định em muốn anh đi. Ok. Được. Chơi. Đi rồi đó. Bất lâm. Chú Lâm Tự đấy. Chú Lâm Tự cả. Ừ, ở đấy người ta dạy võ à? Chú Lâm Tự dạy võ. Chú Lâm Dầm. Bây giờ sẽ là món sở trường của anh em mình dành cho Tam Đệ nhá. Bây giờ em muốn thử cái đoạn nào trước nhất, ăn món trước nhất. Được đấy à? Nhúng vào chanh. Đúng một lúc đã. Rồi từ từ. Có cần rau không? Không có, phải có quấn vào lá tía tô. Tái luôn mọi người ạ. Xin mời mọi người. À chưa chấm à? Xin mời mọi người nhá. Mình thì thèm. Ngọt lắm mọi người ạ. Nghe cái gì đấy về dai. Nói thật không? Dạ. Đấy, về quê Nam Định mới bảo thế nào? Ở trên này đặc sản nó không những có bò 45 cân mà còn có cả kia cơ. Đấy. Ngon nhất là phải để hai cái buồng trứng đây này. Mao Đệ nó phải trứng cà rô nhá mọi người nhá. Chơi là phải chất, hiểu không? Cho em xin ít lá vào đây thôi. Đấy. Ngon thật. Ngon thật không? Ngon. Ngon đấy. Đây ngon lắm. Anh ăn thử không? Anh bị khỏi phải mời. Chưa. Không phải mời. Ngon lắm. Bây giờ mình thì ăn sashimi rô phi nhiều rồi. Ôi chà chà, quả trứng này. Trời. Đấy, đúng kiểu như sashimi ở ngoài ở quán đấy. Họ hay ăn theo kiểu cả cho trứng. Mình như này mình sướng này. Mời tất cả mọi người nhá. Mời lên. Trứng nó béo. Trứng béo mất rồi. Mình ăn sashimi rô phi nhiều rồi. Nhưng mà mình sẽ thử cá săn sặt nhé. Đây là miếng cá săn sặt. Mình hay gọi nó là con cá kia đấy, con cá gì nhỉ? Con gì nhỉ? Mình quên mất. Khá quá nhỉ. Vào một người miếng nữa nhá. Ăn trứng luôn. Ngọt mà. Bảo. Đây, săn sặt này. Mình sẽ thử cái săn sặt này. Tại vì mình cũng nghe nói là cái săn sạt này nó khá là ngon. Không biết là có thật hay là không. Đấy, săn sạt hay rô phi. Mình ăn nguyên săn sạt nhá. Đấy, nguyên cá săn sạt nhá. Mình ăn nguyên cái lông nó nhá. Rồi. Thôi ông ơi, ông đừng vứt nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Đặc sản. Chửi đó đấy. Cảm giác ngon là được. Cái cá thân thật ạ. Nó dai hơn. Nhưng mà không ngọt bằng rô phi mọi người ạ. Rô phi ăn sashimi vẫn là đẳng cấp nhất. Rồi ăn ngon cái đã mọi người ạ. Đấy là đẳng cấp nhất ở trên miền núi thôi. Anh ăn cái nầm này. Đó. Nhỏ khóc luôn. Rồi cho mày thử cái nầm. Đây. Đấy. Nói chung là đảm lên phớt đấy nhỉ. Đúng sở trường rồi. Đúng sở trường rồi, khả năng đúng sở trường rồi.
máy nghiền đấy, chưa kéo chuẩn bị này, máy nghiền Nam Định ấy. Chuẩn bị thành máy nghiền Nam Định thật. Anh cho em xin một cái rau ấy. Ok. Ăn thử con cá sặc sặc cả cô đó. Máy nghiền Nam Định à. Rau phi vẫn là ngon nhất. Ăn được khoảng bao nhiêu cân cá này? Đúng. À, quên. Làm tí đi bạn. Thôi. Sao lại hôi? Hôi mà hôi. Em ăn thử nó sạch sạch nha. Cả con luôn. Cả con luôn. Cả con là xương cứng hết đấy. Cứng á? Sạch sạch cứng vậy. Quất vào. Cái này là bỏ hết ruột các kiểu vây vẩy rồi đấy. Tánh ơi. Trời tánh. Mày ăn cả con nhỉ? Ừ. Cả con nữa cả tánh. Cá chắc chắn thì mình ăn cả con tánh lắm mọi người ạ. Thử nó cho sạch, săn sạch, sạch đây cho Hồ ăn thử cho nào. Ừ. Thế sao? Nó không ngon mình vô phim được. Chuẩn luôn, không thể ngon mình vô phim được. Ui dồi. Bây giờ mới chuẩn. Không thể bỏ phí được. Ăn nó lên như thế này này em ạ. Đấy. Đây nữa. Nhìn nha. Đây là gì? Thiếu quả ớt đây. Đây là gì? Ăn tỏi lúc nó thành tỏi. Ăn nó ngập mồm. Sướng. Kẹp lát tỏi vào. Ăn ngon nhiều. Đang làm gì? Làm cả củ. Làm cả củ. Ăn đàn ông là ăn to nồi lớn. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Làm cả củ. À. Ăn nào phải như này mọi người ạ. Ăn tỏi phải cả củ. Bốc hỏa lên nóng nó mới phê. Đấy, nó mới phê. Chấm đâu này. Ngập. Con cá này nó mới sướng.